Xin chào tất cả anh em nhà mình nhá. Chương trình lại lên dích hùng con neo 79 anh em ạ. 495 làm một hai tay. Thấy được pha như thế này không biết có rực rỡ không anh em ạ. Cũng mong rằng pha này sẽ đổ mắc win thôi anh em. Còn anh em nhà mình xem video thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh nha anh em. Còn đăng ký neo 79 và nhận 39k thì link mình vẫn để dưới phần bình luận cho anh em đăng ký nha anh em. Pha được bao nhiêu vậy? Rồi có nhân 11 anh em ạ. Khả năng nữa. Ui, bắn tiếp đi em ơi. Đúng rồi, chuẩn rồi đấy. Đúng rồi, 48 nhân 48 là chuẩn đấy anh em ạ. Ui, đúng rồi. Hợp lý lại bắn ra nào. 113 anh em ạ. Khả năng pha này cũng khá ngon anh em. Ôi giời ơi, pha này nếu phải gọi là rực rỡ anh em mình ạ. 127 điểm này. Đúng rồi, chuẩn đấy. Một phát 49 nào. Bắn một phát 49 nào. Ui giời ơi, hết rồi nhưng mà. Còn hai lượt đấy. Nếu mà nó không ra cái thêm một ô, một lượt đúng mà không ra đấy thì ba lượt là đúng mà lượt này không ra thì hết này. Ui giải ơi, 79 nhiều ạ. Đồ mơ nó mở bát đúng tay đầu thôi mà hút mẹ 70 anh em ạ. Oh my god. Thế này chỉ có con neo 79 là quay hú là đớp thôi anh em ạ. Ok anh em nhà mình. Làm vài tay nữa thì chút lại chút lời nghỉ rồi anh em. Cái hú đây mắc 60 đích này có vẻ ngon đây anh em ạ. Tăng tốc quất 50 lượt đấy. Chuột. Quay 50 lượt nữa lại xem nó được pha như đầu video không. Ui xài ơi, pha này được bao nhiêu vậy? 27. Pha này cũng gọi là ít thôi anh em. Nó không đáng gì cả. Con neo 79 này khuyến mại nặng đầu là 100% đấy anh em. X20 vòng cửa anh em ạ. Nếu anh em nào bảo là nghiện ấy, quay hú có thể em có thể nặng vào. Ngồi lai dài có thể tham khảo tất cả nghìn cái slot quay đổ hú. Đốt đủ cái vòng cửa đấy, kiếm 1-20 là ngấy anh em ạ. Đi nhanh xem như nào đây. Anh em muốn nhận 39k thì anh em liên hệ qua tài lệ của mình nha. Tài lệ của mình có để ở trên màn hình đó anh em ạ. Lại được pha vừa rồi anh em ơi. Đấy. A cộng link em chơi 102. Anh em liên hệ qua cho mình để đăng ký. Để mình hướng dẫn anh em nhận 39k. Với lại cách nhận khuyến mại nạp như nào. Anh em cứ việc liên hệ cho mình sẽ hỗ trợ anh em. À, anh em nào thua tha nhiều sẽ hỗ trợ anh em đưa anh em về bờ nhé anh em. Pha này được ít anh em ạ. Ôi giời ơi, tưởng hết rồi vẫn còn 3 lượt này. 3. Pha này ít này. Này bị ốm anh em ạ. Đúng rồi, mở rộng thêm một chút nữa nào, hai bên nữa đi. Lên quả mà x60 x phát rồi, chết chơi anh em ạ. Pha này chắc cỡ được mấy củ vợ thôi. Ít anh em pha này. Ui, được 10 củ 7 anh em ạ. Nói chung vẫn được. 9 năm quanh đi quẩn lại thế thôi anh em ạ. Ok, quay nốt 50 lượt này thì chuẩn. Đẹp ít buồn muốn không? Biết đâu bất ngờ. 17 lượt nữa anh em. Nếu anh em giết hú thì anh em có thể tham khảo cái hú cái gì mắc 60 đích chứ anh em. Anh em có thể tham khảo. Mình thấy quay là ok phết anh em ạ. Nó không hút máu. Nếu mà hút máu thì
mình không quay, mình đa số quay hú thần tài với lại mấy cái hú cái gì gì ấy, nhưng mà mình cũng không hiểu đâu nha. Đấy, trong cái game Neo 79 này có thật từ gần 1.000 cái game khác nhau, nhưng mà với một cụ chín này còn hai lượt nữa thôi anh em ạ. Làm cái số lẻ lẻ nào, lại được một củ bút, nó nổ liên tục anh em ạ. Chốt 170 này. Đây 50. Còn một tay cuối cùng rồi. À, còn 4 lít nữa. 3 lít nữa nhỉ. Ui, ấn lỡ tay ấn vào nhưng mà cũng may được một củ 7 đấy nhỉ. Địch bảo là chốt đây nhỉ, lại nổ nhưng mà big win này. À, pha này mẹ căng vậy. 72 nhưng mà được ngon này. À, quay chút đi xem như nào. Và cho mình cơ hội cứ lên x1 vốn đi em ạ. Nói chung là mình cứ bắt đầu kèo nhiều thì mình có thể đổi lại sang quay hú xem có ổn không em ạ. Nói chung là quay hú đây nhưng quay nhỏ nó nổ được pha mắc win ấy thì cũng khá ổn đấy nhưng mà lại được đi thêm một em nào. Ui xài ơi, thêm một em nữa thì lại phải được giữa nhưng mà x7 à, pha này cũng được khá đấy, làm quả 10 củ nữa nhân phát x7 còn lại 5 lít nữa nhưng mà củ à được anh em ơi, lên 80 anh em ơi, x1 đây anh em ơi, hay quá trời. Ui sải ơi, nay nổ ghê vậy. Nay nổ ghê vậy trời. Lại phải chốt 180m này. Nay phải rút hết đây nhưng mà rút hết rồi nạp tiếp vào. Mình tích những cái điểm lại một cái phần thưởng hấp dẫn con game Neo 79 anh em ạ. Này bú thế này cũng ổn anh em ạ, mỗi game là mình giao lưu chút anh em ạ. Ui pha này thì bao nhiêu vậy, ba củ dưới anh em ạ. Nếu mà không lên nữa thì xuống 180 đấy mình ok đấy anh em ạ. Không lên thì xuống thì mình nghỉ này. À cục mấy, à cục mấy nhưng mà à, vài tay nữa là nghỉ nhưng mà ngày dài tí lại toang thì thôi. Ok tất cả anh em nhà mình nhá, video của mình đến đây là kết thúc. Anh em xem thấy video hay thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Còn đăng ký Neo 79 thì mình để link dưới phần bình luận. Nếu mà anh em không thấy link thì anh em nên nhắn tin trực tiếp qua Telegram của mình để đăng ký để nhận code 39k nha anh em. Ok nha nhà mình, bye bye anh em nhé. Để anh em mình video sau.